Chào tất cả các em, hôm nay thầy tiếp tục giải đáp cho một bạn một số các bài toán tổng hợp bạn gửi bài lên. Ở đây thầy đã ghi trên phiếu ghi lại đây rồi. Bài toán này, ý thứ nhất, đường thẳng y bằng b đi qua điểm nào sau đây? Có 4 điểm. Ý thứ hai là đường thẳng đi qua điểm m tọa độ là 5 âm 1 và song song với trục hoành OX này. Có phương trình nào? Ý thứ ba là hàm số y bằng x bình trừ 6x cộng 8 có giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Ý thứ tư, xác định giá trị của m để parabol p y bằng x bình trừ 2x trừ 1 cắt đường thẳng d y bằng x trừ đi m cộng 2 tại hai điểm phân biệt. Thầy sẽ hướng dẫn nhanh các bạn ý thứ nhất như sau. Bao giờ chúng ta cũng để ý là một đường thẳng hay đường cong cũng thế thôi, đi qua một điểm thì bao giờ chúng ta cũng chỉ thay vào nó thỏa mãn nó đi qua. Thì đây chúng ta thấy cái chân chữ đi qua này. Đấy. Thì chúng ta chỉ việc thay cái tọa độ các cái điểm mà họ cho ở đây thay vào hàm số nếu thỏa mãn là đi qua. Ví dụ như đây chúng ta thấy đường thẳng chỉ có y bằng 3 thôi thì không có x thì chúng ta chỉ thay thành phần y thôi. Đúng chưa? Ở đây là y thành phần tung độ là âm 3 thay đây. Âm 3 bằng 3 sai rồi. Đáp án câu A này. Điểm A này sai. Điểm B này. Tung độ là 2 thay đây. Đấy. 2 bằng 3 sai. Đây. Đây là tung độ bằng 3. 3 thay đây. 3 bằng 3 đúng. Chắc chắn là điểm C này rồi. Khoanh. Điểm D thử xem, trừ 3 tung độ, thay đây, trừ 3 bằng 3, sai, gạch. Các bạn lưu ý rằng là khi thay tọa độ những cái điểm mà vào cái hàm số ban đầu, đấy, cứ có chữ đi qua là chúng ta thay thử. Thay thì chúng ta thấy ví dụ ở đây là y bằng 3 là không có x thì chúng ta chỉ thay phần tung độ thôi. Đấy, các bạn, nhiều bạn bỡ ngỡ không có hình dung ra, không làm được chỗ đoạn. Tiếp tục này, đến bài số 2. Đây, thầy hướng dẫn giải ở đây nhá. Đấy, này. Y số 2 này. Người ta nói này, đường thẳng đi qua điểm M có tọa độ là 5 âm 1 và song song với trục OX có phương trình nào? Thì đầu tiên chúng ta phải lấy cái dữ kiện song song với OX. Đấy, vậy thì chúng ta ghi đường thẳng song song với OX thì có dạng. Chúng ta nhớ nhá, đường thẳng song song với OX luôn luôn có dạng y bằng a. Trong đó là a thuộc r. Đấy, y bằng a thuộc r. Thế giờ thì chúng ta lại xem nào. Để đường thẳng y bằng a này đi qua điểm này thì thế nào? Thì ta nói để đường thẳng y bằng a đi qua điểm m có tọa độ là 5 âm 1 thì chúng ta biết rồi. Để đi qua thì lại giống như là bài số 1 rồi. Chúng ta lại thay vào đây, thay tọa độ điểm m vào đường thẳng y bằng a. Tuy nhiên y bằng a ở đây là đường thẳng không có chữ x, chúng ta chỉ thay tung độ là bằng trừ 1 thôi. Vậy thì chúng ta suy ra ngay cho thầy là trừ 1 bằng A. Đấy. Hay nói cách khác là ngược lại ta viết cho xuôi. A là bằng trừ 1. Đấy, ta thay là tung độ trừ 1 vào Y. Đúng không? Đấy, tương tự bài 1. Vậy ta trả lời là vậy. Đường thẳng phải tìm. Thầy viết tắt ở đây. Là có dạng Y bằng A vậy. A bằng trừ 1 vậy là Y bằng trừ 1. Thì đây là cái đường thẳng phải tìm. Rồi, bây giờ chúng ta sang cái ý số 3. Ý số 3 là tìm giá trị nhỏ nhất. Này, giá trị nhỏ nhất của cái hàm số y bằng x bình trừ 6x cộng 8. Thế chúng ta thấy ngay là y bằng này, x bình này trừ 6x này cộng 8 này. Đây là có dạng một parabol. Với hệ số a này là bằng 1. Này, a bằng 1 lớn hơn 0. Suy ra parabol có bề lõm hướng lên trên hay là quay lên trên được, hướng lên tức là nó có dạng như này. Đây thầy phác họa nó dạng như này thì rõ ràng nó sẽ đạt giá trị nhỏ nhất. Đây chính là giá trị nhỏ nhất là tại đỉnh của parabol, và đỉnh chính là y. Đây đỉnh y có tọa độ là âm b trên 2a. Các bạn nhớ nhá, âm b là âm của âm 6. Đấy, thì là bằng 6 trên 2a là 2, vậy là nó bằng 3. Các bạn nhớ nhá, âm b này là 6 này trên 2a là 2 là bằng 3. Và ở đây là trừ delta trên 4a. Tuy nhiên không phải là chúng ta không cần phải tính delta, bởi vì ở đây là cái tọa độ đỉnh y này là thuộc parabol p này. Thế thành ra là cái tọa độ của nó phải thỏa mãn cái phương trình này. Vậy thì đã biết tung độ rồi, ta thay biết hoành độ, ta thay hoành độ vào đây là tìm được tung độ, ta thay bài vào đây.
33 là 9 này. Trừ đi 3, 6 nhân 3 là 18, là 9 trừ 18 bằng trừ 9, trừ 9 cộng 8 là bằng trừ 1, vậy đây là trừ 1. Đấy. Vậy thì chúng ta suy ra ngay giá trị nhỏ nhất của y chính là bằng mấy đây, âm 1. Và xảy ra tại khi chúng ta viết là khi x bằng 3 luôn. Đấy. Chúng ta nhớ nha. Đây chính là kết luận của cái ý thứ ba. Bởi vì parabol bao giờ cũng đạt giá trị nhỏ nhất tại cái đỉnh. Đấy, vì hệ số A là dương. Còn trường hợp tương tự, nếu mà A này âm thì parabol úp thì là đạt giá trị lớn nhất. Mọi người thế cho thầy nhá. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ tư. Xác định M để parabol P có phương trình y bằng x bình trừ 2x trừ 1 cắt đường thẳng y bằng x trừ M cộng 2 tại hai điểm phân biệt. Đấy, thế thì đây chính là cái bài toán đầu tiên là xác định tương giao giữa đường thẳng này và parabol này. Đấy, vậy thì chúng ta viết cái phương trình hoành độ trước nhá. Thầy viết ra đây. Hoành độ giao điểm của D và P hay của đường thẳng D và parabol P là nghiệm của phương trình. Thì viết tắt phương trình parabol là x bình này trừ 2x này trừ 1 này bằng đường thẳng bên kia là x này trừ m này cộng 2 này. Đấy. Bây giờ ta biến đổi như thế này. Thầy sẽ giải bằng cái phương pháp đó là hàm số. Còn các bạn có thể giải bằng phương pháp ở lớp 9 bằng cách là chúng ta chuyển phương trình này về phương trình bậc 2, sau đó là cho delta lớn hơn 0 là d cắt p tại hai điểm phân biệt. Đây thầy sẽ giải bằng cách 1 nhá. Một này thì thầy biến đổi như sau: x bình này, x chuyển sang đây là thành kết hợp trừ 2x là trừ 3x này, 2 chuyển sang đây là trừ 2 với trừ 1 là bằng trừ 3 này, và đây sẽ là bằng âm m. Đấy. Thế thì bây giờ thầy sẽ nói như thế này: để d cắt p tại hai điểm phân biệt thì suy ra đường thẳng y bằng âm m cắt parabol p phẩy nào đó. P phẩy là có phương trình y bằng x bình trừ 3x trừ 3 tại hai điểm phân biệt. Thế là thầy có thể khắc họa cái parabol này, parabol p phẩy này, và ta biết cái đường thẳng này là có dạng song song hoặc là trùng với OI rồi, cho nên rất dễ. Đấy, chúng ta phác họa nhanh. Thì ở đây ta xác định đỉnh luôn. Đấy. P phẩy này có hệ số A là bằng 1 là lớn hơn 0, suy ra bề lõm quay lên. Bây giờ thầy chỉ xác định đỉnh nhanh thôi. Đỉnh Y của nó là trừ B trên 2A. Trừ B là 3 trên 2A là 3 phần 2. Thay vào đây là ra được tung độ 3 phần 2 thay đây là 9 phần 4. 9 phần 4 mà trừ đi 9 phần 2 là âm 9 phần 4. Âm 9 phần 4 mới 3 là bằng âm 12. Âm 3 là đây là âm 12 phần 4 là âm 21 phần 4. Đúng không? Đấy. Các bạn có thể kiểm tra nhanh lại cho thầy nhé, xem nó có đúng cái khi ta thay cái hoành độ 3 phần 2 vào đây nó ra được cái này. Thầy làm nhanh có thể nó nhầm nhanh có thể nó bị lỗi thì các bạn thử cho thầy nhé. Thế thì từ đây thầy sẽ phác họa nhanh ra cái parabol này. Parabol có cái đỉnh ở đây là đỉnh Y tọa độ là 3 phần 2 trừ 21 phần 4. Thế thì để đường thẳng Y bằng trừ M cắt parabol này tại hai điểm phân biệt thì đây. Các bạn thấy không? Cắt như này. Đấy, 1 này, 2 này. Thì cái đường thẳng Y bằng trừ M này nó song song với OX. Thầy giả sử nên OX nó ở cái giai đoạn song song đây. Đấy, nó ở cái tầm này. O này, X đây. Thì cái đường thẳng này nó sẽ muốn nó cắt tại hai điểm này thì nó phải phía trên cái cực tiểu này. Còn nếu nó đúng tại cực tiểu này cắt tại một điểm mà nó dưới cực tiểu này là không cắt, nó vô nghiệm, đúng không? Đấy, thì ta nói là ví dụ như là cái đường thẳng y bằng m cắt parabol p phẩy, đây là p phẩy nhá, thì tại hai điểm phân biệt ấy, thì ta suy ra cái âm m này nó phải lớn hơn cái
cái giá trị nhỏ nhất của đỉnh này là trừ 21/4, lớn hơn trừ 21/4. Vậy thì nhân 2 vế âm 1 thì là m phải nhỏ hơn đổ chiều là 21/4. Đây là kết quả của cái bài toán này. Đấy. Thì ở đây là thầy giới thiệu cho chúng ta cái cách 1 là bằng cái phương pháp hình học. Đấy. Biên đoạn tương giao giữa đường thẳng D và P bằng cái hình ảnh thôi, đồ thị. Còn các bạn hoàn toàn có thể đưa cái phương trình này về dạng phương trình bậc 2, sau đó là cho delta dương nhá. Delta dương bởi vì đây là phương trình bậc 2 có hệ số A là 1 là dương rồi. Đấy. Lớn không khác không rồi. Thì là phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt thì là delta lớn không là xong. Chúc các em thành công.